Sáng ngày 16 tháng 9, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Tân Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chung tay sẻ chia, hỗ trợ, động viên cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể huyện Tân Châu đã đồng loạt ủng hộ trực tiếp với số tiền hơn 190 triệu đồng, trong đó tiền mặt trên 78 triệu đồng, chuyển khoản trên 114 triệu đồng. Sau buổi phát động tại huyện, các cơ quan, đơn vị địa phương ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương mình tiếp tục ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đến ngày 10 tháng 10 năm 2024.